Đầu tiên là đánh giá độ sâu của vùng ngập nước khi xe đi qua. Nếu thấy phía trước là vùng ngập nước nặng, hãy cẩn thận đánh giá tình hình trước khi cho xe chạy vào. Theo thiết kế, mỗi dòng xe có khả năng lội nước khác nhau và tùy thuộc vào vị trí của ống hút gió. Khi mực nước quá gần cổ hút gió có thể bị tràn vào ống hút gió, đi thẳng vào động cơ, khiến động cơ ngừng hoạt động. Do đó, ống hút gió càng cao thì nước càng khó lọt vào. Để đảm bảo an toàn cho xe khi lội qua vùng ngập nước, tốt nhất tài xế nên nắm rõ khả năng lội nước của xe. Do vậy, sau khi đánh giá tình hình, nếu thấy xe có thể an toàn vượt qua vùng ngập nước thì sẽ tiến hành các bước tiếp theo. 2. Tắt điều hòa. Tài xế nên tắt điều hòa và các thiết bị điện không cần thiết như màn hình DVD, loa trước khi cho xe chạy vào đường ngập nước. Bởi khi bật điều hòa, quạt gió ở khoang máy hoạt động sẽ hút nước đi sâu vào trong khoang máy. Mặt khác, việc tắt điều hòa còn giúp giảm tải cho động cơ, xe có thể toàn lực để tập trung vào lội nước. Sau khi tắt điều hòa, tài xế nên hạ kính xe để không khí lưu thông và theo dõi xe đi qua vùng ngập nước. 3. Chuyển về số thấp. Bước quan trọng tiếp theo trong khi lái xe qua đường ngập nước là chuyển về số thấp để điều khiển phương tiện. Bởi khi xe ở số thấp, lực kéo sẽ cao. Với xe hộp số sàn, tài xế nên chuyển về số 1 hoặc 2. Còn với xe số tự động, tài xế nên chuyển về số D1 hoặc dùng lẫy chuyển số để chuyển về số tay 1 hoặc 2. Bật đèn cảnh báo và đèn chiếu sáng. Trước khi lái xe vào đường ngập nước, tài xế nên bật đèn cảnh báo và đèn chiếu sáng phía trước. Trong trường hợp trời nắng thì chỉ cần bật đèn gầm. Nếu trời âm u, hãy luôn bật đèn cốt, bởi việc bật đèn sẽ giúp cho lái xe quan sát tốt hơn, đồng thời có thể đánh giá được độ nông sâu của vùng ngập. 5. Giữ đều ga. Để xe chạy qua đường ngập nước không chết máy, tài xế hãy giữ đều ga, chạy tốc độ trung bình, không quá chậm cũng không quá nhanh. Tuyệt đối không tăng tốc hoặc giảm tốc đột ngột khi đi trong vùng ngập nước. Giữ khoảng cách với xe phía trước. Thông thường khi lái xe trên đường ngập nước sẽ rất bị động, do đó cần giữ khoảng cách với xe phía trước, càng xa càng tốt để có thể xử lý kịp thời các tình huống bất ngờ xảy ra. Tiếp theo, từ từ tăng ga khi gần thoát khỏi vùng ngập sâu. Mặc dù gần thoát khỏi vùng ngập nhưng tài xế cũng nên tránh việc tăng ga đột ngột, hãy cẩn trọng tăng ga từ từ để tránh đường trơn trượt và chết máy. Chạy giữa tâm đường. Ở Việt Nam, hầu hết các loại đường, phần tâm sẽ được xây cao hơn ở hai bên. Do đó, khu vực tâm đường nước ngập ít hơn và nông hơn. Khi lái xe qua đường ngập nước, tài xế nên lưu ý và ưu tiên cho xe đi vào giữa tâm đường, nhưng vẫn đảm bảo đúng làn đường để đảm bảo an toàn. Không tắt động cơ khi xe mới đi qua vùng ngập nước. Tài xế nên giữ ga đều khi điều khiển xe qua vùng ngập và đặc biệt là không tắt động cơ sau khi thoát khỏi vùng ngập, mà tiếp tục nổ máy, di chuyển 10 đến 15 phút để nước nếu có đã lọt vào khoang máy nhanh chóng bốc hơi ra ngoài. Điều cuối cùng là kiểm tra và bảo dưỡng xe sau khi lội nước càng sớm càng tốt. Nước bẩn trên đường ngập dễ gây hại đến sơn xe và gầm xe, vì vậy tài xế nên rửa xe để hạn chế các hỏng hóc bên ngoài. Đồng thời cần bảo dưỡng hệ thống cơ, hệ thống treo, hệ thống đèn điện để chắc chắn rằng nước không lọt vào bên trong và không gây hại gì cho hệ thống vận hành của xe.